Và mình sẽ bắt đầu buổi giao lưu ngày hôm nay với Ngọc Mai trước nha. Như là đã theo dõi trên fanpage của Khoa thì Ngọc Mai đã hoàn thiện là xuất sắc về cái phần trình diễn của mình với bài Every Time We Touch trong live show thứ nhất của chủ đề Love, và rất là thành công và được rất nhiều sự vote của từ các bạn sinh viên của Khoa. Và chúc mừng Mai, vậy thì Mai hãy chia sẻ về đôi lời về cái phần trình diễn đó của mình. Rất là vui và rất là bất ngờ. Mình rất là cảm ơn những người đã ủng hộ cho mình qua cái video vừa rồi. Cảm ơn Mai, hy vọng là Mai sẽ giữ vững phong độ này ở những live show tiếp theo nha. Vậy đến với live show lần thứ hai thì Mai sẽ chọn cho mình ca khúc này. Mình sẽ chọn ca khúc This Is Me. This Is Me là một bản trong một phim rất là nổi tiếng. Vậy thì với qua các khúc này của Mai thì Mai cũng muốn gửi đến cái thông điệp gì cho các bạn? Mọi người hãy đừng từ bỏ ước mơ của mình một cách dễ dàng. Hãy dám theo đuổi ước mơ của mình, dám thách thức những khó khăn và dè biểu của mọi người xung quanh để có thể chạm tới ước mơ của mình. Cảm ơn Mai rất nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng đến với afraid to tell the world what I've got to say. But I have this dream right inside of me. I'm gonna let it show. It's time to let you know. To let you know. This is real. This is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light. This is me, I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine on me. Now I thought who I am, there's no way to hold it in. No more hiding who I wanna be. This is me. You're the missing me, and it's a song inside of me. You're the boy me. I hear inside my head, yeah, the reason yeah. that I'm singing. I found who I am. There's no way to hold it in. No more hiding who I wanna be.